Xin chào anh em, mình là Phạm Vương. Còn đây là chương trình phân tích cùng Caster. Á quân CFL 2024 mùa 1, Rank Esports xem mục tiêu phân tích trong số này. Dù thành tích đã cải thiện ở mặt trận quốc tế khi lọt vào vòng playoff Apex Series mùa xuân, nhưng ở trong giải quân đội RKE vẫn để lại rất nhiều dấu hỏi cho rất nhiều fan hâm mộ, không chỉ ở phong độ thất thường mà còn thua ở những trận đấu cực kỳ khó hiểu. Trong khi đối thủ của RKE, Whoop Empire đang liên tục chạy đua nhân lực thì Rank Esports lại đang gặp rắc rối về người. Cụ thể đúng 13 giờ ngày 13 tháng 6 trên page RKE đã đăng bài post với thông điệp như trong hình trên. Sau đấy là tiếp tục hình ảnh của IceQ tại Gaming House Whoop Empire cùng vô vàn những tin đồn chuyển nhượng về tay sniper, đồng thời là hạt nhân chính giúp Rank Esports viết nên hành trình kỳ diệu nửa cuối 2023. Tiếp theo, RKE lại đăng bài chào đón PM, tay sniper cũ trở về mái nhà xưa. Chưa dừng ở đấy, Mai hay còn gọi là LDX cũng góp mặt tại Gaming House của Ranking trong trận showmatch ngày 23 tháng 6. Việc PM trở về thời điểm này không hề ảnh hưởng đến lối chơi của RKE, nhưng so với IceQ thì anh chàng Thiên Phúc liệu có đủ? Rồi nếu LDX thực sự cập bến thì cả đấu pháp chiến thuật của Ranking chắc chắn sẽ phải thay đổi. Và nhắc đến thay đổi thì Fatcon sẽ trao vị trí côn team cho LDX hay là cá nhân LDX phải hạ cái tôi xuống chơi theo khuôn khổ của Ranking Esports? Đặt toàn bộ các phương án và giải thuyết lên bàn cân thì Ranking Esports sẽ góp tên mình vào vòng playoff CFL 2024 mùa 2. Nhưng còn cạnh tranh chức vô địch thì tôi nghĩ Ranking Esports sẽ nắm được 30-40% cơ hội nâng cúp. Vừa rồi là đánh giá của tôi về Ranking Esports. Còn các bạn có cảm nhận gì về đội hình RKE mùa này? Xin hãy để ở bình luận phía dưới. Phạm Vương xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở số tiếp theo.